Nay tôi giới thiệu với quý vị mấy cái phôi nha. Đây là cái bông giấy Mỹ nè. Cái bông giấy Mỹ này, cái hoành nó khoảng chừng 1,2 m đó các bạn. Đó. Hoành rất lớn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khoảng 1,2 m. Cái hoành đó các bạn thấy không? Rất kỳ quái nha các bạn nha. Cái này là cây bông giấy Mỹ. Còn đây là cây tùng. Đây là cây tùng mới đem về nha các bạn nha. Cây tùng này thì cái hoành nó cũng khoảng chừng 2, 4, khoảng 80 đến 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 100, tức là khoảng 1 mét đó các bạn. Cây này cây tùng nha. Gốc rất lớn nha các bạn. Mới đem cái phôi này về, mới cắt cắt xả xuống. Còn đây là cái bông giấy nữa nè. Cái này là cái bông giấy thường thôi. Đây, giới thiệu cho các bạn xem nha. Đây, cái bông giấy này cũng hình thù rất là quái lạ nha các bạn nha. Cây này cũng khoảng chừng 7-80 cái hoành. Đây, cong keo này. Các bạn có thấy nó giống cái hình bản đồ nước Việt Nam không? Đấy. Thì đem cái phôi này về, vài bữa nữa thợ người ta sẽ tiến hành ta xử lý rồi mình lên chậu luôn nha các bạn nha. Thì với những cái phôi này thì các bạn góp ý cho tôi coi là mình xử lý cái phôi này thế nào để mà mình tạo chi cành. Cái này thì mình tưởng tượng nó giống như là một cái bản đồ Việt Nam vậy cho các bạn xem. Còn đây là cây tùng. Này. Các bạn thấy lớn không? Ngay trên ngọn nó mà cũng khoảng 20 rồi. Các bạn thấy không nào? Đây, từ đây tới đây khoảng 20. Đấy. Rất lớn nha các bạn nha. Còn cái cây bông giấy Mỹ này hết sức kỳ quái nha các bạn nha. Đấy các bạn thấy không? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, trên khoảng trên 1,2 m các bạn, 1,2 m, 1,3 m, 1,4 m gì đó, rất kỳ quái các bạn. Đây là cây bông giấy Mỹ thì mình mới sưu tầm những cái phôi này. Các bạn thấy ba cái phôi này thế nào, các bạn cho ý kiến nha. Đây. Các bạn thấy là những cái phôi nó rất là quái gở nha các bạn nha. Đấy, đây cái tùng. Mình thích nhất là cái cây này. Cây này quá trời quá đất luôn. Bạn thấy không? Thì vài bữa nữa khi mà xử lý xong, lên chậu xong rồi lúc đó mình quay lại cho các bạn xem nha. Các bạn góp ý với mình để tạo cái dáng cây này nó theo cái dáng gì. Cái cây này thì mình thấy là nó giống như là cái bản đồ Việt Nam, cái bông giấy bên ngoài này. Mình sẽ phối chi cành coi như thế nào. Cây này là cây tùng, cây ở giữa là cây tùng. Cây tùng nó giống như là cái thế kình thiên trụ vậy các bạn. Còn cái cây bông dưới Mỹ này thì quá trời luôn rồi, không biết là cái thế dáng gì. Mình có thể chế tác thành cái hình giống như là ung địa được không các bạn? Rất ghê gớm nha các bạn nha. Từ bên trong mình nhìn ra. Rồi, giới thiệu cho các bạn xem vậy ha. Các bạn góp ý để xem coi là mình xử lý những cái phôi này, mình phối chi cành sao cho nó đẹp. Mong các bạn đóng góp ý kiến nha. Quay lại một lần nữa cho các bạn xem nhé. Đây, nó có những cái
nhánh ở bên này nữa. Đấy. Rồi, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn chăm sóc cây cảnh trong cái năm nay cho nó được tốt nha. Rồi, xin kính chào tạm biệt.